Chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì hôm nay là ngày 9 tháng 4 2022 là ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương. Nhưng mà hôm nay là Khanh có một vị khách hàng kêu là Khanh đóng thùng xong hết rồi. Nhưng mà khách hàng coi chỉ một tháng này chỉ được một ngày, nay một chín thôi. Nên là khách muốn cúng xe thì hiện tại bấm biển số thì bấm chưa được. Tại vì hôm nay là ngày nghỉ lễ mà bấm biển số bấm chưa được, nên là Khanh cũng tạo điều kiện cho khách hàng mang xe về cho khách hàng cúng. Như là con xe khách hàng mua là con Hyundai N250SL phiên bản thùng kính full inox. Con này khách hàng đợi cũng khá là lâu á, do cái thùng inox á, do thùng inox đóng nó hơi lâu hơn so với thùng bình thường. Giờ khách hàng đang cúng, giờ để khách hàng cúng thì mình sẽ quay cái phần thùng xe trước cho anh em mình xem. Đó, đây là thùng kính khách hàng chở hải sản, tôm cá đó, nên là còn thùng cứ như là full inox chống reset. Bên Khanh đóng cái thùng inox cho khách hàng. Đó, con này là con N250SL tải trọng là 2,4 tấn thùng kính. Anh em thấy là sàn inox 3,4 nha, 3,4 rồi vách trong inox 3,4, vách ngồi inox, dàn đà cũng inox luôn. Khách hàng nhu cầu khách hàng là còn một cái lỗ để mà thông gió để cho cá nó thở đó, nó kín quá thì cũng ngợp chết tôm cá đó, nên là cũng còn thêm một cái lỗ thông gió đó. Thùng Khanh đóng thì anh em yên tâm, khách hàng ưng ý bao đẹp. Khanh mấy cái chỗ này sợ nước nó thoát ra nè, nên là Khanh đóng thì khách hàng cao là 20 phân nha anh em. Khanh tư vấn cho khách hàng là 20 phân là đẹp đó, khách hàng cũng theo yêu cầu của Khanh và Khanh tư vấn khách hàng đã đồng ý là Khanh đóng 20 phân. Bữa đáng lẽ Khanh cũng nói khách hàng ở làm cái dàn cản này nè, làm bằng cản kiểu Đà Lạt á, nhưng mà tùy nhu cầu mỗi khách hàng. Nhưng mà khách hàng thích cản vuông gì thì nó này chắc chắn hơn. Rồi bây giờ Khanh sẽ làm tiếp nha. Nãy có điện thoại á, đây là cái G làm cái cho nước nó không bị trào ra đó anh em. Thì đi hải sản thì lúc nào cũng phải có nước, làm vậy thì không bị trào nước nè, đó rất là hay. Rồi cái bao đèn làm inox luôn nè đó. Rồi nói chung nguyên con này là làm inox hết cho khách hàng luôn á. Khách hàng lần đầu khách hàng làm chỉ là inox kêu là từ cái sàn nó lên thôi, nhưng mà Khanh là làm luôn cho khách hàng đó. Báo cho khách hàng là làm chở hải sản thì mình thà mình làm cho tới luôn đó. Là bao nè, bao đèn như người ta cũng đâu có làm bao đèn này nóc này. Dạ, anh Tú vô đây luôn, anh Tú vô đây là thấy ơn làm như ta làm đâu có anh làm cho anh đi nóc luôn. Đây là vị khách hàng của Khanh đó, là chờ đợi bao lâu, chắc là tháng à. Tại vì cái thùng này đóng cũng là lâu nè, cái thùng inox với lại cái xe của mình á, lúc mình mua xe là 2021 và xe nó qua là xe 2022 á, nó cũng có phát sinh cái thêm cái khoản đó nữa đó, nên cũng là bù lại cho anh làm nha. Inox dàn đà inox, đây inox đó, là con này là khỏi phải bàn, không có bàn cái gì hết á đó. Đó bên đây là inox cũng là inox 304 luôn nè, cái này là inox 304 hết á, làm nguyên con nè. Cái này mà rửa chút nữa quên rửa, xịt rửa cho nó sạch. Chút nữa cúng xong xịt rửa lại. Làm cái cản này nó chắc hơn cái cản Đà Lạt. Cái cản Đà Lạt là cản trộn bên kia kìa. Cái cản này thì anh bao anh đứng luôn. Mấy cái mối hàng người ta hàng anh thấy không? Hàng đẹp ghê không? Con này là khỏi phải về phải bàn, về là bữa đăng kiểm xong là gắn bình oxy về là chạy, là chỉ đếm tiền thôi. Đấy, bản đầu ý là mày tao trả xe lại. Trả xe bên kia thôi đúng không? Trả xe bên kia, trả xe làm nằm cả tháng trời. Thì cái thằng này cũng đóng thùng nó cũng trễ nè, giờ cái thùng này. Thấy mấy cái mối hàng nè. Cái thằng này là hàng inox chứ đâu phải hàng sắt đâu, nên là nó khó hàng hơn người ta tay nghề. Ví dụ như thợ chính nó mới làm, những người mấy ông thợ kia mới tập nghiệp hay là mới ra đâu dám làm đâu. Thùng inox nó khác cái thùng tiêu chuẩn, như cái thùng này nè anh thấy, mấy cái thùng này là thùng tôn nè, tôn kẽm nè, đưa ai vô đóng chả được, nó có bán hay vô chứ hàng .. thì xong á. Còn như là thùng này đâu có làm đi phát sinh bao nhiêu tiền của anh bao nhiêu trong đây mà đâu đưa mấy thợ mới vô làm được đó. Anh Tú tắt hình bên đèn là thấp lên đi anh Tú. Anh cào nó lên cho nó tim, cái tim đèn cho nó sẽ dài xí. Đó, xe của Khanh
bán rất là nhiều loại thùng nha, thùng bạc, thùng lớn, thùng kính đầy đủ và thùng bảo ôn, thùng chuyên dùng, nói chung là tất cả các loại thùng. Nhưng mà tùy theo nhu cầu của hàng hóa của mỗi người nên là sẽ có một cái thùng nó khác nhau đó. Sẽ rất là tạo điều kiện cho khách hàng cúng như là ngày lễ công ty chống chờ cái của mình khách với khách hàng thôi đó, cũng tạo điều kiện cho khách hàng làm cho nó kịp giờ. Khách hàng là số 1 mà, khách hàng là thượng đế mà, mình làm cứ làm vừa lòng khách hàng. Thì anh em nào mà muốn mua xe gì hoặc là muốn cần thêm thông số xe gì thì cứ gọi cho Khanh, thôi là bình luận lại cái ý kiến của mình phía dưới phần bình luận á, để lại rồi Khanh sẽ gọi tư vấn cho từng anh em mình nha. Chắc bây giờ Khanh sẽ tập trung phụ khách hàng cúng rồi kiểm tra xe rồi chỉnh chu lại xe cho nó xong, rồi để cho nó xong mọi chuyện, rồi bữa nào đi bấm biển số bàn giao xe Khanh sẽ làm một clip riêng cho anh em mình nha. Rồi bây giờ chắc Khanh sẽ kết thúc video lại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.